4 cái hả chú? 4 cái 1 bó. Dạ, 4 cái 1 bó. 10 ngàn. 10 ngàn. Đồng tay nghe mấy mức giá nghe. Mày phụ mất 3 cái chân. Cháo lòng chợ Nam Thiên 30.000 một tô này quý vị nha. Hấp dẫn lắm. Cái tô nhỏ nhỏ nhưng mà sâu vậy, sâu. Đặc biệt là cô bỏ dồi nè. Dồi nè. Lòng nè. Thịt. Rồi quý vị ơi, cho tạm dừng ở đây nha. Thì quý vị nào mà mình có đi đến thành phố Đà Lạt ha, mà mình muốn ăn những quán ăn của người địa phương hay ăn á, thì mình có thể ghé ở đây và thấy ok quý vị, hương vị ngon. Đặc biệt là cái nước mắm của cô ngon quý vị ạ. Cái nước mắm này thì mình chấm vịt á, nước mắm gừng nên mình chấm vịt á thì nó hợp hơn là mình chấm lòng, nhưng mà vẫn ngon. Giá thì quý vị ăn tô cháo lòng không thì 30, giống như Phú Thao hồi nãy ấy. Còn quý vị ăn cái gì thì tính tiền thêm nha. Quán bán khá hết khá sớm, từ 5 giờ đến lúc nào hết thì thôi. Bán trong một cái căn chợ mà qua thấy cũng hay á quý vị ạ. Ngồi ở trong đây cũng thú vị á. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, chiều hôm nay chúng ta đang có mặt tại Đà Lạt quý vị. Nay đi tìm một món ăn được người địa phương chỉ. Luôn tiện thấy trời đẹp quá, chúng ta quay quang cảnh đường phố Đà Lạt cho quý vị xem. Đây là ngay đường Ngô Quyền quý vị ạ. Hình như là chợ số 4. Từ chợ số 4 mình sẽ tìm qua chợ Nam Thiên để ăn một món ăn trong chợ Nam Thiên. Nghe đâu là bán lâu đời rồi. Đây là góc ngã tư nè, Nguyễn An Ninh với là Ngô Quyền. So với mọi ngày trước á, thì hôm nay trời nắng đẹp. Đến tận bây giờ mà trời chưa mưa luôn. Thông thường những ngày trước là khoảng 11, 12 giờ là trời đổ mưa rồi. Mà bây giờ tới 5 giờ chiều rồi quý vị, mà trời chưa mưa, nắng đẹp lắm, tạnh ráo. Đi chậm chậm thôi quý vị ạ. Ở bên đây là trường trung học cơ sở Lam Sơn nè. Số 41 Ngô Quyền, phường 6 Đà Lạt. Có quý vị nào từng là học sinh tại trường này không? Tại mùa này là mùa mưa quý vị, nên đi ở trên đường phố Đà Lạt á, không có nhiều hoa giống như những mùa khác. Những mùa khác chúng ta lên đây á, đi đường nào cũng có hoa đẹp cả. Mà mùa này lên mưa dữ quá, không có hoa. Đặc trưng của Đà Lạt là đường là dạng dốc đồi quý vị hả, lên đi xuống, đi lên đi xuống. Hiện tại là chúng ta đang lên dốc mà, bây giờ xuống dốc mà. Ở bên trái của Phú Tha này là trường cao đẳng y tế Lâm Đồng. Lái định lia máy qua mà chạy nhanh quá. Cô ta lên đây thì cũng chân ướt chân ráo quý vị ạ. Đi đâu cũng xem bản đồ trước rồi mới đi, chưa có quen đường ở nơi đây. Đây là lần thứ 3 cô ta lên Đà Lạt rồi, nhưng mà vẫn chưa có đi hết Đà Lạt quý vị. Đà Lạt rất là nhiều điểm vui chơi. Lúc trước khi mà chúng ta chưa lên Đà Lạt á, thấy bạn bè hay lên Đà Lạt, đăng hình Đà Lạt, hỏi tại sao mà thấy cứ lên Đà Lạt hoài, Đà Lạt có gì đẹp lắm hay sao mà cứ lên Đà Lạt hoài. Sau này mới biết mình cũng ghiền đi Đà Lạt quý vị ấy. Tại Đà Lạt có quá nhiều điểm đẹp đi, có quá nhiều điểm vui chơi đi.
lên này lần lại là lần thứ 3 Phú Ta lên đây rồi. Lê Thánh Tôn, cây xăng quý vị, đây có cây xăng, xe Phú Ta vẫn còn xăng. Cửa hàng xăng số 1 Lâm Đồng. Wow, bên này có hoa về đẹp nè. Vẫn còn hoa. Giờ thì Phú Ta sẽ rẽ trái vào đường đường gì đây? Yogurt gì nè. À cái đường này có bánh mì xíu mại ngon lắm nè. Yogurt. Đường này là đường một chiều quý vị nhé. Tiếp tục là mình sẽ đổ dốc. Cái đường này sạch đẹp. Nhà cụ nè. Lên Đà Lạt thì không hiếm quý vị ạ. Những căn nhà cổ đẹp. Chạy chậm chậm mới thấy được. Cái đường này hôm bữa Phú Ta có đi ăn bánh mì xíu mại Linh rồi. Đi đến đây tí xong rẽ trái này là có bánh mì xíu mại Linh. Ngoài bánh mì xíu mại Linh ra thì Phú Ta thấy cũng còn rất là nhiều quán bánh mì xíu mại khác. Nhưng mà có vẻ bánh mì xíu mại Linh thì bán lâu đời rồi và nổi tiếng nên người ta đến ăn đông. Còn những bánh mì xíu mại khác thì cũng có khách nhưng mà chỉ lai rai thôi. Đây là đường Hoàng Diệu nha, chúng ta sẽ rẽ phải này. Bánh mì xíu mại Linh thì ở dưới đây. Chúng ta sẽ rẽ phải. Đây là chợ Mỹ Thành. Chợ Mỹ Thành quý vị nhé. Chợ như là chợ mới này. Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lip Shop Lâm Đồng. Cạnh tranh hả? Cạnh tranh. Đi quý vị tiếp tục nha. Ở trong lòng chợ người ta bán cũng nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ đi qua chợ Nam Thiên. Ở Đà Lạt nếu như mà trời không mưa là đẹp lắm quý vị ơi. Lúc nào cũng xanh ngắt là đẹp lắm. Nên ra những ngày hôm nay ha, ai mà lên Đà Lạt đi chơi là được. Chơi nguyên ngày luôn nè. Những ngày trước Phú Ta cùng với bạn đi chơi thì chỉ đi chơi được buổi sáng thôi. Rồi sẽ rẽ trái vào đây. Đường phố Đà Lạt thì cũng không có quá đông đúc quý vị ạ. Cũng rộng rãi, thoáng. Đây chủ yếu là khách du lịch là nhiều. Hiện tại thì cũng đang là mùa sầu riêng tại Tây Nguyên. Hôm bữa Phú Ta chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt á, thì đi ở dọc đường quý vị thấy rất là nhiều tiệm sầu riêng. Tại vì sầu riêng Tây Nguyên đang vào mùa, lên Đà Lạt cũng thấy nhiều á. Giờ đi sao nữa mới đến chợ Nam Thiên ta? Chắc là phải hỏi người ta đó. Như ở đây hay sao ta ơi. Đây rồi quý vị ạ. Đường Hoàng Văn Thụ này. Chợ Nam Thiên nằm trên đường Hoàng Văn Thụ này.
Ôi hoa kìa, hoa đẹp chứ kìa. Hoa hồng quá kìa. Đây là góc đường Đặng Thùy Trâm với lại Hoàng Văn Thụ. Để vào đây đậu xe xíu. À, những cái quầy cháo mà Phú Tam muốn quay quý vị, nằm ở trong chợ kìa mà chưa bán. Hình như là 5 giờ người ta mới bán hay sao á. Bây giờ đúng 5 giờ rồi đó, chưa có bán. Góc đường này có vẻ xe nhiều. Đây quý vị ơi, chúng ta mới chạy qua đây, nãy đứng bên kia kìa. Đi đường Đặng Thùy Trâm hả? Đến ngay góc đường Hoàng Văn Thụ. Thì chợ Nam Thiên nằm ngay góc không quý vị ơi? Ngay cái giao lộ này thì xe qua lại rất là đông nên quý vị đi cẩn thận nha. Hồi nãy vừa có một vụ tai nạn ở đây nè. Nhưng mà may là không ai bị gì cả. Quý vị qua đây thì đi chậm chậm thôi. Hình như cô vừa mới dọn ra luôn nhưng mà khách đang chờ ngồi ăn đông rồi. Khách ngồi chờ nè. Đấy, quầy của cô đây. 5 giờ cô mới bán. Cô ơi, ở đây mình bán cháo lòng phải không cô? Cháo lòng với cháo vịt đây con ơi. Dạ. Cháo lòng với lại cháo vịt. 120 lòng, 3 bánh chưng bơi. Đây, bánh chưng nè. Này là chân vịt hả chú? Dạ. Chú để trong đây luôn rồi, bây giờ phải vớt. Dạ. Bốn cái một bó. Dạ, bốn cái một bó. 10 ngàn. 10 ngàn. Nghe lộn đồng tay, nghe lại mất giá nghe. Này phụ bớt 3 cái chân. À, 10 con thôi. 20 chân. 20 chân. À, 120 với 3 là 150 với lại mỗi con cháo tim vô tử là bao nhiêu vậy? 40 nữa là mấy 10 nghìn. Cháo tim vô tử là không có lấy hàng ngò nha, không có lấy hàng ngò. Chưa ơi. Vì thấy cô sắc lẹ lắm. Đây khi mà cô bán cho khách mang về quý vị, cô để trên một cái dĩa nhựa đó. Rồi sau đó anh bỏ nguyên như vậy vào trong bịch luôn. Xếp đẹp lắm.
tim một tử. Chắc hồi chưa có rồi nghe. Phía trong đây thì cô cũng có những cái bàn á, mình ăn thì mình có thể ngồi ở trong những cái bàn này hoặc là mình ngồi trước ngay cái quầy của cô luôn. Thông thường những cái quầy cháo của vị mà có những cái ghế ngồi ăn xung quanh á, nhìn ấm cúng lắm. Nãy cô vừa mới mở ra cái là khách ngồi chờ trong đây rồi quý vị. Đi cô lấy cho con tô cho lòng nha cô. Đây người ta gọi là chợ Nam Thiên phải không cô? Đúng rồi. Là ở trong cái lòng chợ này thôi á cô? Hay là nguyên cả khu này? Chợ Nam Thiên là cái lòng chợ này không thôi. À cái lòng. Hai tô cháo giữa lòng ha. Cô coi như vậy là bao nhiêu vậy cô nhỉ? Cô như vậy, dạ 30. Đây, cháo lòng chợ Nam Thiên 30.000 một tô này quý vị nhỉ? Hấp dẫn lắm. Cái tô nhỏ nhưng mà sâu quý vị ạ, sâu. Đặc biệt là cô bỏ dồi nè, dồi nè, lòng nè, thịt. Quá nhiều topping luôn. Mấy vị nha. Ngoài ra thì ở đây có một chén nước chấm. Cái hạt cháo với nước nè. Vẫn còn nước, vẫn còn cháo nè. Chứ không phải là đặc xịt hoàn toàn đó. Hạt cháo nở nhưng mà nó nước này. Thơm quá, béo. Một cháo nào 20 ngàn chút không thôi. Đặc biệt là cái nước chấm này nè, nước mắm này nè. Nó gừng quý vị, gừng với lại sệt sệt ớt. Đẹp. Rồi. Cái nước mắm này đó, thì chấm vịt đó là đúng bài luôn. Tại ăn vịt chúng ta ăn một mình là không biết kiểu sao. Với lại khó quay. Nên chúng ta gọi cho lòng. Có quý vị đã đi nhiều người á, 2-3 người á. Mình có để gọi à, cho vịt. Lại đây đi, đừng ấy cục lắm ra nữa. Cái dồi của cô á, không phải là đồ xanh mà là huyết, gân, béo mà. Béo. Có tuyệt vời. Không hỏi ăn nạc không hay là có xương xương nữa, khỏi hỏi mau mau đẹp đấy. Mình ăn nạc không mà có xương xương em ơi. Rồi. Excel không lá mía.
Rồi có cháo có gì không, nằm nói luôn giùm coi đi. Cháo cái gì ấy, vừa rồi tiếp cái bàn đó luôn đi. Hai cháo một dĩa rồi rồi tỏ luôn. Cho con 30 ngàn cháo. Ít phèo không lắm mía đúng không? Vâng. Cô giống như cái lòng đó là khách mua ví dụ 100 là cô bán quen tay mình bán vậy thôi chứ mình không cần cân luôn đúng không cô? Không cân. Dạ. Yeah. Mình quen rồi. Dạ. Yeah. Hàng ăn là cô không có bỏ ký bỏ cân lên. Dạ. Đuôi là một đùi nửa bên là 101 đó nha, chứ không có bán cái đùi tỏi đâu nha. Không em, muối gì? Một con cháu lòng. Rồi một con cháu lòng. Không lấy vàng. Rồi không lấy vàng. Rồi một con cháu lòng không vàng. Bên đùi đúng không? Không một bên đùi 50 lòng. Có lấy cháo không? Để quay lại để chị. Rồi. Có tầm tiền với chị luôn đi. Là bao nhiêu ta? Một bên đùi là bao nhiêu nè? 11. 11 với 5 là 16. 20 ngàn cháo nữa là 18. 18. 180. Rồi quý vị ơi, chắc phải tạm dừng ở đây nha. Thì quý vị nào mà mình có đi đến thành phố Đà Lạt ha, mà mình muốn ăn những quán ăn của người địa phương hay ăn á, thì mình có thể ghé ở đây và thấy ok quý vị, hương vị ngon. Đặc biệt là cái nước mắm của cô ngon quý vị ạ. Cái nước mắm này á, thì mình chấm vịt á, nước mắm gừng nên mình chấm vịt á, thì nó hợp hơn là mình chấm lòng, nhưng mà vẫn ngon. Giá thì quý vị ăn tô cháo lòng không á, thì 30 giống như phô tao hồi nãy á. Còn quý vị ăn cái gì thì tính tiền thêm nha. Quán bán khá hết khá sớm, từ 5 giờ đến lúc nào hết thì thôi. Bán trong một cái căn chợ mà qua thấy cũng hay á quý vị, ngồi ở trong đây cũng thú vị á. Đó. Cảm ơn cô nha. Dạ ăn đi luôn. Dạ cảm ơn. Ôi mưa hả?